Hello, chào các bạn, thầy là thầy Lâm đây. Rồi, chúng ta sẽ đi vào cái video ngày hôm nay. Thầy sẽ cùng các bạn tìm hiểu về đại từ ha, đại từ trong ngữ pháp của tiếng Anh. Thì đại từ là gì? Đại từ là những từ dùng để thay thế cho danh từ ha. Nói chung để mà các bạn hiểu rõ được phần này á, thì chúng ta sẽ đi vào cái bảng sau đây để các bạn hiểu rõ hơn. Thì cái đại từ của chúng ta sẽ chia ra làm 5 cột ở đây, các bạn thấy không? Có chủ ngữ nè, tân ngữ nè, tính từ sở hữu nè, đại từ sở hữu và đại từ phản thân. Rồi vậy thì chủ ngữ là gì các bạn? Các bạn có thể xem cái vị trí ở đây để hiểu rõ hơn. Chủ ngữ thì sẽ đứng đứng đầu câu ha, làm chủ thể của cái hành động. Tân ngữ là đứng sau động từ và giới từ, tức là bởi trước bài trước thầy có giải thích á, tức là có một cái hành động và tân ngữ là cái mà đối tượng bị tác động ha. Ví dụ như là tôi nói chuyện thì nói chuyện với ai, tôi nói chuyện với anh ta, với cô ấy, thì lúc này chúng ta gọi nó là tân ngữ ha. Rồi tính từ sở hữu thì nó sẽ đi với là một cái danh từ, cái gì đó của tôi, cái gì đó của bạn ha. Cái gì đó thì mình phải có cái gì, ví dụ như là cái cuốn sách của tôi, cái cuốn sách của bạn đó. Còn đối với đại từ sở hữu á, đại từ sở hữu là gì? Đại từ sở hữu chính là cái phần mà viết tắt của cái tính từ sở hữu cộng với danh từ nè. Thay vì người ta nói là chiếc xe ô tô của tôi là my car thì người ta nói là my. Thì mình tự hiểu cái từ my này nó có nghĩa là my car. Tuy nhiên cái dạng đại từ sở hữu này chúng ta chỉ sử dụng nó khi mà phía câu trước đó họ đã nhắc tới cái đối tượng đó, thì phía sau đó mình mới ghi viết tắt lại thành đại từ sở hữu. Còn họ chưa nhắc gì tới cái vật gì hết mà chúng ta dùng cái từ này thì nó sẽ sai nghĩa. Rồi tương tự với đại từ phản thân ha, có nghĩa là myself thì mình có thể dịch là tự ha, tự làm cái gì. Ví dụ như tôi tự nấu ăn, tôi tự đi học, tôi tự đi chơi gì đó thì gọi là người ta sẽ thêm những cái đại từ phản thân này vào. Và đại từ phản thân thì có những cái vị trí mà thường gặp là các bạn thấy nó sẽ đứng sau từ by này. Ví dụ như là tôi đến đó by myself, có nghĩa là tự tôi làm gì đó ha. Hoặc là nó sẽ đứng ngay sau chủ ngữ và đứng hoặc là đứng cuối câu. Thì cái phần này là lý thuyết ha. Thì các bạn nói như vậy để các bạn hiểu sơ qua giới thiệu thôi. Để mà hiểu rõ hơn thì chúng ta phải đi vào phần bài tập thì các bạn mới hiểu rõ được ha. Rồi, còn ở đây các bạn thấy những chủ ngữ này, I này, you, he, she, it, you, we, they là những cái mà chúng ta thường dùng ha. Đại từ I là tôi nè, you là bạn nè, he là anh ấy, she là cô ấy, it là nó. We là chúng ta, they là họ. Thì nó sẽ là những cái từ chỉ chung chung thôi. Rồi những cái dạng biến thể của nó khác ở đây thì các bạn, cái dạng bảng này các bạn bắt buộc phải nắm ha. Không có cách nào cả, các bạn phải học thuộc cái bảng này. Rồi nhớ xem và học thuộc bảng này nha. Nếu mà các bạn học thuộc không nổi á, thì làm bài tập riết rồi các bạn sẽ nhớ. Rồi ok, mình sẽ đi qua cái phần tiếp theo ha. Đó là cái phần đại từ chỉ định. Thì cái phần này hôm bữa trước bài trước mình có được giới thiệu sơ qua rồi. Đại từ chỉ định tức là nó sẽ chỉ định cho các bạn biết là cái đối tượng đang được nói đến là đối tượng nào. Ví dụ như là cái này hay là cái kia, những cái này hay là những cái kia ha. Người ta sẽ chỉ hướng cho mình và người ta khoanh vùng lại cái đối tượng đó. Khi mà các bạn dùng với số ít ra nha, dùng với cái từ số ít tức là chỉ có một cái thầy, ví dụ như là cái bút chì này ha. Ví dụ như nó đang đứng gần các bạn thì các bạn gọi là cái bút chì này thì bạn gọi là this pencil. Ha, khi mà nó ở xa các bạn thì các bạn nói là that pencil. Tức là mình đang nói về mấy cái, chỉ có một cái bút chì thôi ha. This là một cái này, that là một cái kia. Còn khi mà mình nói về nhiều cái á, ví dụ giả sử thầy đang cầm nhiều cái bút chì ở đây thì thầy nói là these pen ha, những cái bút chì này, hoặc là those pen là những cái bút chì bên kia. Đó, thì cái phần này các bạn cũng phải xem luôn để nắm ha. This, that, these, those. Rồi. Phần này thì các bạn lưu ý một chỗ là cái từ though này nè các bạn. Từ though này á là người ta hay viết tắt nha. Trong bài tập người ta thường không có ghi cái phần danh từ đâu. Ví dụ như là though people là những người đó ha. Nhưng mà đôi khi họ sẽ không ghi là though people mà họ chỉ ghi từ though thôi. Thì các bạn cũng có thể ngầm hiểu nó là có một cái danh từ ở đó nhưng mà người ta ẩn nó đi thôi. Rồi, nhớ nha, nhớ cái phần này thì khi làm bài tập thầy sẽ nhắc lại cho các bạn ha. Rồi, một cái phần đại từ khác đó chính là đại từ one và đại từ once. Thì one là số ít và once thêm s thì chúng ta gọi là số nhiều ha. Rồi, cái one này là gì? One này chính là cái từ mà để thay thế cho cái danh từ mà được đề cập trước đó. Ha, tức là trước cái câu phía trước họ có đề cập tới một cái danh từ gì rồi mà phía sau họ không muốn nhắc lại cái danh từ đó nữa thì họ dùng từ once để họ thay thế. Thì one ở đây các bạn có thể dịch là cái ha. Ví dụ như ở đây các bạn thấy có cái ví dụ này, I don't like this red shirt. Tôi không thích cái áo sơ mi màu đỏ này. Xong người kia mới hỏi là how about the blue one? Vậy thì cái màu xanh thì sao? Vậy thì các bạn thấy ở đây từ one này nó sẽ thay thế cho từ shirt này. Người ta không muốn nhắc lại từ shirt nữa. Người ta dùng từ one thì mình dịch nó nghĩa là cái. Tôi không thích cái áo màu đỏ này. Cái áo sơ mi màu đỏ này, sơ mi màu đỏ này. Thì người kia hỏi là vậy thì cái màu xanh thì sao ha? Họ không muốn nói là cái áo màu xanh mà chị họ chỉ nói là cái màu xanh thôi. Thì lúc này người ta sẽ sử dụng cái đại từ thay thế này. Tương tự ha, như với những từ số nhiều thì mình sẽ dùng từ once.
All of my shoes were old, so I decided to buy new ones. Ha, những cái giày của tôi thì đã cũ rồi nên tôi đã quyết định mua những cái mới. Đó, cái phần này nó là như vậy. Rồi, tới cái phần này nó sẽ khó hơn một xíu nè. Đó là đại từ another và đại từ other. Phần này các bạn sẽ gặp rất là nhiều ha, không chỉ trong dạng bài tập mà trong cái việc sử dụng tiếng Anh mọi người cũng sẽ sử dụng rất là nhiều. Rồi thì các bạn mình sẽ thầy sẽ chỉ cho các bạn nhớ ha. Cái another này á nó sẽ đi với lại một cái danh từ số ít. Rồi các bạn để các bạn dễ nhớ thì các bạn hình dung như sau nè. Các bạn thấy cái từ mà cái từ another này nó sẽ được tạo thành từ một chữ in và một chữ other ha. In thì các bạn biết in là in apple á, in là đi với cái gì? Đi với cái danh từ số ít mà người ta ghi dính lại thành another mình đọc là another á thì nó sẽ đi với lại một cái danh từ số ít ha. Ví dụ như là I don't like this book, give me another book. Tôi không thích cuốn sách này, bạn hãy đưa cho tôi một cuốn sách khác ha. Một cái gì khác thì mình sẽ dùng là another cộng với lại cái gì đó, tức là cộng với một danh từ. Tương tự mình có từ other, lần này thì mình đã bỏ in đi rồi ha, bỏ cái in này đi rồi thì nó sẽ không còn là ít nữa mà bây giờ nó sẽ làm nhiều. Nó tương tự như cái hồi nãy nhưng mà bây giờ nó là nó sẽ tăng số lượng lên thành danh từ số nhiều, hoặc là nó đi với những danh từ không đếm được. Nhưng mà khi dịch ra thì các bạn thấy từ another thì các bạn dịch là một cái khác, mà thấy other thì các bạn dịch là những cái khác ha, không cần phải quan tâm nhiều nó là đếm được hay không đếm được chứ cho phức tạp. Ví dụ I don't like this book, tôi không thích cuốn sách này, give me all the books, là đưa cho tôi những cuốn sách khác. Đó thì another là số ít, other là số nhiều. Đó các bạn nắm trước hai từ này nha. Rồi trước khi mình đi qua từ thứ ba ha. Ok. Rồi, cái từ thứ ba là giống như từ others mà bây giờ họ chỉ thêm s phía sau thôi. Thì cái từ này nó sẽ giống như cái dạng này nè các bạn. Nó sẽ giống như cái dạng mà cái đây, nó chính là cái này. Nó chính là cái từ other mà cộng với danh từ số nhiều đó. Tuy nhiên là người ta không thích viết ra như vậy. Bây giờ người ta chỉ là chẳng qua là người ta đổi cách viết thôi, một cái hình thức khác là người ta viết others cho nó gọn ha. Ví dụ như sau: I don't like this book, give me others. Thay vì người ta nói là give me all the books thì người ta nói là give me others cho câu nó gọn thêm thôi ha. Cái này chính là cái dạng này thôi. Rồi, một cái dạng thứ ba là có từ the nữa các bạn. The là gì? The là từ xác định, tức là khi mà nói tới the là xác định là các bạn hình dung được nó là cái nào rồi. Thì the other là từ xác định là chỉ cái còn lại trong hai cái. Tức là giả dụ bây giờ mình có hai cái đối tượng mình đã nhắc tới ha, một cái này và một cái kia. Ví dụ như I have two books, tôi có hai cuốn sách. Một cuốn này là sách tiếng Anh, vậy thì cuốn còn lại là sách lịch sử. Vậy thì cuốn còn lại tức là mình đã xác định được trong đầu, mình biết nó là cái cuốn còn lại rồi, trong hai cái thì cái đó xác định. Khi người ta dùng the other thì các bạn sẽ dịch là cái còn lại trong hai cái ha. Tương tự mình có the others thêm s thì mình cũng sẽ dịch nó là cái còn lại luôn, nhưng mà vì có s thì các bạn sẽ nó sẽ là số nhiều thì các bạn dịch là những cái còn lại ha. Rồi lưu ý, the other đi với danh từ có nghĩa là cái còn lại trong hai cái, còn the others là những cái còn lại ha. Một cái là cái còn lại, một cái là những cái còn lại, thì nó sẽ khác về số lượng thôi. Rồi mình có ví dụ như sau: I have 5 books, bây giờ là tôi có 5 cuốn sách. One is mine, một cái là của tôi, and the others are yours, và những cái còn lại là của bạn. Đó thì các bạn lưu ý ha, the others ở đây là the other books mà họ không muốn viết ra thì họ viết là the others. Rồi nó chỉ khó ở 5 cái từ đầu này thôi. Các bạn thầy giảng mà các bạn chưa hiểu thì các bạn có thể đọc lại phần này, hoặc là lên lớp có thể hỏi lại thầy tiếp. Và khi làm bài tập gặp những cái dạng bài này thầy sẽ giảng lại tiếp để các bạn hiểu hơn ha. Rồi những cái bài, những hai từ còn lại thì khá là dễ, là từ each other ha. Thường người ta luôn phát âm là each other. Each other có nghĩa là với nhau ha, làm cái gì đó với nhau, tương tác với nhau ha. Ví dụ như là we look at each other and smile, chúng ta nhìn nhau ha, nhìn nhau và cười. Và tương tự mình có một cái từ rất là quen thuộc, đó là từ together, có nghĩa là cùng nhau làm cái gì đó ha. We work together on a project, chúng ta làm việc cùng nhau trong một cái dự án. Rồi, thầy nhắc đi nhắc lại rồi ha, các bạn cứ học lý thuyết, và quan trọng là các bạn phải làm bài tập nhiều thì mới nhớ được. Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng vào phần bài tập để các bạn dễ hiểu hơn ha. Tương tự như cái dạng bài về trắc nghiệm 4 câu hỏi ha, 4 cái phương án trả lời, thì chúng ta cũng sẽ xác định cái phương án trước để xem bài này dạng gì. Các bạn thấy nè, 4 phương án nó có là him nè, he nè, they nè, her nè, toàn là mấy cái từ trong cái bảng mà lúc đầu chúng ta xem cả năm cột đó. Thì những cái bảng đây là bảng đại từ, thì bài này là bài về đại từ rồi. Về đại từ thì chúng ta cứ xem trong câu nó thiếu thành phần nào của đại từ đóng vai trò thì chúng ta chọn thôi. Thì mình thấy vị trí trống ở đây đúng không? Trước cửa trống mình có từ but. But là nhưng ha, nhưng cái gì đó, nhưng cái gì đó thì phía sau đó thường sẽ là nguyên một câu, mà một câu cơ bản thì nó sẽ có hình thức là chủ ngữ cộng với động từ. Mà các bạn thấy sau chỗ trống có từ hasn't finished, cái dạng cái này là cái
cái động từ người ta chia ở thể hiện là hoàn thành á, về thì á, thì khi học về thì mọi người sẽ được hiểu rõ hơn. Còn bây giờ thì mình chỉ cần xác định cái từ phía sau chỗ trống này nó là một cái động từ. Vậy thì rõ ràng ở chỗ trống này mình đang thiếu đi một cái chủ ngữ, đúng không? Một cái chủ ngữ. Vậy thì bây giờ chúng ta cứ xem trong cái cột cái bảng lúc nãy á, trong cái cột chủ ngữ á, có từ nào trong này thì cái đó sẽ là phương án đúng. Thì mình thấy nè, câu A him này là cái him này nó ở là cột tân ngữ cho nên mình bỏ đi nè ha. Cột tân ngữ tức là nó phải đứng sau động từ. Còn ở đây mình đang cần một cái chủ ngữ đứng đầu câu thì him là sai. Tương tự her cũng là loại luôn. Bây giờ mình còn lại hai cái đó là he và they, là hai từ, một từ là anh ấy, một từ là họ, thì đều có thể đóng vai trò làm chủ ngữ. Thì bây giờ còn hai phương án này thì mình sẽ tiếp tục xét một cái yếu tố khác, đó chính là về cách người ta chia động từ nè. Các bạn thấy ở đây chia động từ người ta dùng từ has. Has, và trong cái hiện tại hoàn thành thì có hai từ, một là từ has là đi với danh từ số ít, và một cái từ là từ have là đi với danh từ số nhiều. Còn ở đây người ta đã sử dụng has rồi thì mình sẽ chắc chắn chọn là câu B. Đó, phần giải thích ra là ngữ pháp là như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ dịch bài ra ha. Là tôi đã gì? Tôi đã hoàn thành cái việc mà viết viết báo cáo. Nhưng anh ấy như thế nào? Anh ấy thì vẫn chưa hoàn thành. Đó. Rồi tương tự thầy sẽ giải bài thứ hai. Các bạn cũng sẽ xác định những cái từ này là gì, là những cái phần mà trong đại từ nè. Thì bây giờ mình sẽ xem chỗ trống cần thiếu cái gì nè. Cái chỗ trống này các bạn thấy trước chỗ trống là có từ inform ha, trước nữa là có từ please luôn ha, please inform. Đây là một cái dạng đặc biệt ha, dạng câu về câu mệnh lệnh ha, câu mệnh lệnh là người ta yêu cầu mình làm cái gì đó thì thường người ta sẽ không không có ghi chủ ngữ luôn, người ta bắt đầu bằng động từ luôn thì mình sẽ ngầm hiểu là nó có cái chủ ngữ ở đó. Thì câu này là ra lệnh là hãy ha, vui lòng hãy thông báo cái gì đó. Thì các bạn biết là thông báo là phải thông báo cái gì đó đúng không? Thông báo cái việc gì, thông báo cái điều gì. Thì chúng ta đang thiếu cái điều gì ở đây? Thì thông báo cái điều gì ở đây, hoặc là thông báo cho ai nha, thông báo điều gì, hoặc là thông báo cho ai điều gì, thông báo điều gì cho ai. Thì ở đây rõ ràng chúng ta đang thiếu đi một cái tân ngữ ha, thiếu đi một cái đối tượng của cái động từ, là động từ là thông báo cái gì, thông báo cho ai. Thì đang thiếu cái tân ngữ ở đây thì các bạn kiếm cái phần nào mà tân ngữ thì chúng ta điền thôi. Các bạn nhớ ha, tân ngữ ký hiệu là chữ chữ O ha, có nghĩa là object là tân ngữ. Thì đây các bạn thấy nè, ai là đứng vai trò là chủ ngữ là loại đi rồi nè, đúng không? My là gì? My là sở hữu của tôi, cái gì đó của tôi thì phần này cũng sai luôn. Rồi, my này là đại từ sở hữu, là cái gì đó cũng của tôi là sai. Chỉ có từ me này là đúng thôi, me là tân ngữ của tôi ha, điều này do tác động đến đến tôi. Vậy là please inform me có nghĩa là hãy thông báo cho tôi, thì chắc chắn câu này D sẽ là câu đúng. Dịch ra là hãy thông báo cho tôi bất kỳ cái thay đổi về lịch bất kỳ cái thay đổi lịch trình nào ha. Đó. Rồi, làm tiếp một câu ha. Câu này là câu thứ ba. Các bạn cũng thấy bài này xem bốn đáp án thì đây là bài về đại từ. Thì mình xem nè, ngay trước chỗ trống là có dấu chấm này, thấy không? Vậy thì ở đây ngắt câu rồi. Nếu mà ngắt câu rồi thì mình sẽ không cần quan tâm tới câu phía trước nữa mà mình sẽ quan tâm đến thành phần phía sau của nó. Phía sau của nó mình có từ names. Names này á, các bạn lưu ý nó sẽ có hai dạng ha. Từ name này nó vừa là một danh từ, vừa là một động từ. Nếu mà là danh từ thì nó có nghĩa là những cái tên. Mà nếu là động từ thì nó có nghĩa là việc đặt tên. Vậy thì mình sẽ xem tiếp cái phần phía sau nó nữa, thêm nó là cái gì. Thì phía sau các bạn thấy có một cái từ là are. Are là động từ to be, có nghĩa là. Vậy thì đây đã là động từ rồi. Nếu mà đây đã là động từ vậy thì name này nó phải là một một danh từ, tức là nó là một chủ ngữ, nó phải là một cái danh từ làm chủ ngữ. Mà nếu đã là danh từ rồi thì thường các bạn sẽ có hai trường hợp ha. Một á, ở đây có thể là một cái phần bổ ngữ, bổ nghĩa cho danh từ. Bổ nghĩa cho danh từ thì mình sẽ có đó là một, thường thông thường sẽ là một cái tính từ ở đây. Hoặc một trường hợp thứ hai nữa, đó là một cái danh từ ghép ha. Danh từ ghép là cái danh từ trong cái bảng mà lúc nãy thầy đã giới thiệu từ đầu trong cái bài danh từ cho các bạn đó. Nó sẽ có những cái danh từ mà xuất hiện từ 2 đến 3 từ trở lên á. Thì thường đó là những bài khó ha. Những bài khó nó sẽ áp dụng về cái danh từ ghép. Còn đối với những dạng bài mà thông thường phổ thông á thì họ sẽ thường là mình có cái dạng là tính từ bổ nghĩa cho danh từ. Vậy thì ở đây chúng ta đang cần một tính từ bổ nghĩa cho danh từ names là những cái tên này. Vậy thì tính từ ở đây các bạn thấy chỉ có một cái duy nhất có thể làm tính từ, đó là câu B, là there là tính từ sở hữu là của họ, những cái tên của họ. Còn câu D các bạn thấy có S này là đại từ sở hữu chứ không phải là tính từ nha. Có nghĩa là nếu mà từ their names này họ viết tắt lại á, họ không dùng their names thì họ sẽ viết là theirs. Nhưng với điều kiện là câu trước đó phải nhắc tới từ name rồi thì câu sau mới dùng được. Rồi bài này dịch ra là đây là những người giáo viên của tôi, tên của họ là Paul and Rita. Rồi ok, cái phần này thầy sẽ ví dụ một số bài như vậy thôi. Phần còn lại của các bạn là sẽ làm phần phần bài tập này tại nhà ha. Rồi tương tự sẽ có bài tập nâng cao như thầy đã nói, tùy vào các bạn nếu mà có muốn phát triển thêm giỏi hơn nữa thì làm phần bài nâng cao này ha. Bài nâng cao này thực ra thì cũng có bài khó bài dễ chứ không phải bài nào cũng khó nha. Rồi đó, tương tự có phần 36 ở đây, các bạn sẽ thử sức làm những dạng bài này. Ok. Rồi.
Cảm ơn các bạn đã xem video ha, và video và cái bài về đại từ đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã xem và hẹn gặp lại ở các bạn trong cái video tiếp theo nha.